giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ năm 2020 là chương trình dành tặng cho các bạn học sinh trường trung học cơ sở Tân Dĩnh. Sau đây, em xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chương trình được bắt đầu sớm và thành công nhất. Em xin trân trọng cảm ơn. Trước khi bắt đầu chương trình đặc biệt hôm nay, đội văn nghệ xung kích trường trung học cơ sở Tân Dĩnh sẽ đưa chúng ta đến với không gian âm nhạc mang đậm màu sắc quê hương thông qua tiết mục Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác do bạn Phương Nhi và Tốp Múa thể hiện. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh thưởng thức. Đi từ bản làng xa xôi, chân em bước qua bao núi, núi nhìn theo lá rừng reo, chân em bước qua bao đèo. Núi muốn hỏi, suối nhắn hỏi, sao bạn nhỏ vui thế? Xin nói cùng nghe. Nào nước nhiều, em vui nhiều, hôm nay được về thủ đô thân yêu, đến thăm làng Bác Hồ. Đứng trên quảng trường bát ngát, nghe như âm vang lời Bác, nhớ thảo nguyên xanh quê em. Chiều về làn mây nhẹ trôi, ước mong từ bao năm tháng, hôm nay em được trông mình Bác. Em chẳng muốn rời chân đi, cũng chẳng nói được điều chi. Sườn non cao, nơi đây có hoa bản trắng. Em còn đi thăm nơi nơi, theo bước chân Bác Hồ. Em ở tận sườn non cao, nơi đây có hoa bản trắng. Em còn đi thăm nơi nơi, theo bước chân Bác Hồ. Một lần nữa, chúng ta nổ một tràng pháo tay thật to để cảm ơn các bạn.
nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh đang có mặt trong chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ năm 2020. Sau đây em xin được giới thiệu, em là Đào Ngọc Khuê, học sinh lớp 9A và đồng hành cùng em trong chương trình ngày hôm nay là bà Hoàng Đức Trọng, lớp 6A1. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh thân mến, Bác Hồ, người cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã khai sinh ra nước Việt Nam lần thứ hai, người là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Bởi vậy, nhân dân ta gọi người là Bác, cả đời người là phụ nước non. Một câu thơ có lẽ đã khá quen thuộc và đi vào lòng người. Ông chỉ là một người có lý tưởng, có khát vọng giải phóng dân tộc. Bác còn là một tấm gương về ý chí nghị lực, tính thần vượt khó, với lòng vị tha, khoan dung thực hiện việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, lết sống giản dị và đạo đức phi thường. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh, em cũng như tất cả các bạn học sinh đang ngồi ở đây, không ai may mắn được nhìn thấy Bác Hồ, nhưng hình ảnh về Bác thì thật gần gũi, thân thương. Vì khi đến trường, chúng em được học 5 điều Bác Hồ dạy, được may mắn mang danh hiệu đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Khi lớn lên, chúng em sẽ phấn đấu để được vinh dự đứng trong hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bất cứ khi nào, bất cứ thời điểm nào, tên gọi Bác Hồ, người hình ảnh về một vị lãnh tụ, một người ông vẫn luôn sát cánh bên chúng em, dìu dắt, động viên và dân bảo chúng em. Ngày nay Bác đã đi xa, nhưng thông qua những câu chuyện kể về Bác, những gì là giá trị đạo đức, truyền thống quý báu của Bác vẫn mãi là tấm gương sáng ngời cho nhân dân và nhân loại soi sáng. Vì lý do đó, hôm nay trường Trung học Cơ sở Tân Dinh tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ năm 2020. Đây là chương trình đầy ý nghĩa và cũng là lời động viên, khuyến khích để các bạn tiếp tục cố gắng trên con đường học tập. Vì những câu chuyện ngắn trong chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về vị cha già kính yêu của dân tộc, từ đó biết trân trọng hơn từng giây phút và làm theo lời Bác đến tham dự với chương trình hôm nay. Em xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu về phía nhà trường. Em xin giới thiệu cô Lê Thị Thúy, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Hoàng Trung Kiên, phó hiệu trưởng nhà trường. Cùng với toàn thể các thầy, cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Và hôm nay, đặc biệt hơn hết, đó chính là sự có mặt của đông đảo các bạn học sinh của trường ta. Thay mặt ban tổ chức, em xin được gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh. Sau đây, em xin thông qua nội dung của chương trình. 1. Ổn định tổ chức. 2. Văn nghệ chào mừng. 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 4. Kể chuyện Bác Hồ. 5. Giáo dục kỹ năng sống, tình yêu của người dành cho những khúc hát dân ca. 6. Kết thúc. Ngay sau đây, em xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đến với câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác. Đó là câu chuyện về tình yêu của người dành cho những khúc hát dân ca do hai bạn Minh Trang và Đặng Linh thể hiện. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, em tên là Đặng Thúy Linh, học sinh lớp 6A1. Và em Ngô Thị Minh Trang, học sinh lớp 8A1, trường Trung học Cơ sở Tân Dĩnh. Sau đây chúng em xin được đại diện cho các bạn học sinh trường Trung học Cơ sở Tân Dĩnh tham gia kể chuyện về Bác. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, Bác Hồ, người cha già kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã khai sinh ra nước Việt Nam lần thứ hai. Người là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại. Bởi vậy, nhân dân ta gọi người là Bác, cả
cả đời người là của nước non. Một câu thơ có lẽ đã khá quen thuộc và đi vào lòng người. Không chỉ là một người có lý tưởng, khát vọng giải phóng dân tộc, Bác còn là một tấm gương sáng về ý chí nghị lực, tinh thần vượt khó, về lòng vị tha, khoan dung thực hiện việc cần, kiệm liêm chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Trong số vô vàn những câu chuyện kể về Bác, trái tim tôi đã trào lên cảm xúc trước những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của người. Đó là câu chuyện về tình yêu của người dành cho những khúc hát dân ca. Vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của Bác. Bởi sau 9 giờ sáng ngày hôm ấy, người đã ra đi để lại cho dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau thương, mất mát vô cùng to lớn không gì bù đắp được. Trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước. Nằm trên giường bệnh, mặc dù rất mệt, nhưng mong muốn cuối cùng của Bác vẫn là được gặp và thăm đồng bào miền Nam. Nhưng vẫn không thực hiện được, hơi thở của Bác ngày một yếu dần. Các đồng chí trong Bộ Chính trị và các bác sĩ, không ai nỡ rời xa người, dù chỉ là một phút, một giây. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, Bác nhìn xung quanh rồi hỏi: trong các chú, có ai biết Hò Huế không? Thường ngày Bác vẫn hay nói: miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Và Huế vốn là mảnh đất đã gắn bó với người trong suốt một quãng thời gian dài của tuổi thơ. Có lẽ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Bác mong muốn mang hình ảnh miền Nam yêu thương, hình ảnh sông Hương, núi Ngự theo mình vào cõi vĩnh hằng bất tử. Nỗi niềm ấy của người dường như ai cũng thấu hiểu, nhưng để tìm một nghệ sĩ Hò Huế lúc bấy giờ thì thật là khó. Lần thứ hai tỉnh lại, người lại hỏi: các chú, ai có thể hát cho ta nghe một làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh được không? Câu hát dân ca xứ Nghệ đã nuôi dưỡng và bao bọc tâm hồn người kể từ thuở lọt lòng. Người lớn lên và đi ra thế giới từ chiếc nôi văn hóa quê hương mặn mà tình nghĩa ấy. Lần thứ ba tỉnh lại, Bác ngỏ ý muốn nghe một khúc hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Lần này may mắn khi cô y tá nhỏ bé Ngô Thị Oanh tiến lại gần Bác và nói: thưa Bác, cháu xin hát cho Bác nghe ạ. À. Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chị cất lời hát: lời quan họ ôi sao mà sâu lắng, tha thiết quá. Sau khi chị hát xong, Bác còn bảo lấy bông hồng bạch trên bàn để tặng cho chị. Cử chỉ dù là rất nhỏ mà ý nghĩa thật to lớn. Cho đến giây phút cuối đời, quên cả nỗi đau đang giày xé, Bác vẫn dành trọn tình yêu thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, trái tim vĩ đại của Bác đã ngừng đập. Bác ơi! Thank you.
với quê hương đất nước, bác còn sống mãi với đàn cháu yêu thương. Bác Hồ ơi, mong bác in trên ba đình rừng xa, mong bác in trong trái tim nhĩ đồng. Màu khăn quàng trao luôn đỏ thắm hình huy hiệu bác trên ngực trao. Bác kính yêu ơi quê Việt Nam, bác sống đời đời. Chín ngàn gió núi đến ban mai với bác, bao đàn cháu bé đến rừng bác hoa tươi. Bác Hồ ơi, bác có nghe chăng những lời của cháu thót vang lên âm êm mái trường. Hàng cây trầm đã vươn thẳng tắp, trời thu về vẫn xanh cánh lá. Trên đất quê ta vang lời ca, tiếng hát hết đoàn. Các bạn học sinh thân mến, mình tin rằng câu chuyện vừa rồi đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho chúng ta. Và sau đây, để thông điệp của câu chuyện được lan tỏa mạnh mẽ và sâu đậm hơn nữa, em xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thùy Linh, tổng phụ trách đội của trường Trung học Cơ sở Tân Dĩnh có đôi lời chia sẻ. Em xin trân trọng kính mời cô. Các em vừa được nghe hai bạn kể về câu chuyện tình yêu của người dành cho khúc hát dân ca. Rất hay và cảm động, phải không các em? Nói đến dân ca là nói đến những điều bình dị trong cuộc sống. Vậy trong số các bạn ngồi đây, có bạn nào biết về làn điệu dân ca quê hương mình và hãy hát một trích đoạn trong làn điệu dân ca đó được không? Em theo cô là nước ta có làn điệu dân ca quan họ Thanh Hóa, dân ca quan họ Thừa Thiên Huế, dân qua quan họ Bắc Ninh. Bạn nào có thể hát được nhỉ? Nào con mời Mai Anh nào. Bạn nào trả lời chính xác sẽ có một phần quà dành cho các bạn nào. Em thưa cô là nước ta là có dân ca quan họ là có Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và quan họ Bắc Giang. Bông xanh bông trắng rổ lại vàng bông. Vâng ạ, liên đội cũng sẽ có một phần quà dành cho bạn. Xin mời bạn nhận. Tuy nhiên là bạn hát vẫn chưa được to đúng không? Dân ca là những ca khúc do nhân dân sáng tác, được truyền miệng từ đời này qua không rõ. Mỗi một đất nước, mỗi một dân tộc, mỗi một vùng miền đều có những ca khúc khác nhau. Sự khác nhau này phụ thuộc vào môi trường sống, hoàn cảnh địa lý và đặc biệt là ngôn ngữ. Với bác Hồ, người không chỉ yêu thiên nhiên, yêu con người, mà người còn yêu biết mấy những khúc hát dân ca. Điều đó thật bình thường và giản dị, phải không các em? Ít ai ngờ rằng, cho đến những giây phút cuối của cuộc đời, một vị nguyên thủ đứng đầu của một nhà nước mà chẳng ước ao gì lớn lao, bác chỉ thèm nghe một câu hò xứ Huế, một câu ví dặm quê nhà hay đôi làng quan họ Bắc Ninh. Nhưng đâu phải bác chỉ muốn nghe hát, mà bác muốn mang cả hình ảnh quê hương xứ sở, hình ảnh miền Nam yêu thương ruột thịt vào trong cuộc chiến đấu trường sinh. Tư tưởng lớn của người mang một tầm vóc thời đại, song tư tưởng ấy lại bắt nguồn từ những điều, những câu hát dân ca. Bác tìm đến dân ca như tìm đến hồn cốt của dân tộc. Hành trang mà bác mặc theo về thế giới người hiền chỉ là những khúc hát dân ca. Các em hãy nghe câu hỏi. Với cương vị là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần phải làm gì để có ích cho xã hội? Nào, bạn nào xung phong nào. Tôi nhắc lại câu hỏi này. Với cương vị là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta cần làm gì để có ích cho xã hội? Nào, tôi mời bạn Huyền nào. Ở lớp 9A. Với tư cách là một học sinh thì chúng ta học tập
nhớ Bác Hồ lại. Cô cảm ơn câu hỏi, câu trả lời của bạn Huyền. Và nhân đầu cũng có một phần quà dành cho bạn. Và nhân đầu chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay nào. Đây bạn, Bác Hồ đã từng nói, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Và với cương vị một học sinh thì chúng ta cần phải làm gì nhỉ? Học tập tốt đúng không? Trước lúc đi xa, Bác mong muốn thế hệ sau hãy gìn giữ, yêu lấy những khúc dân ca. Và mong muốn ấy của người đã được thực hiện khi mà dân ca luôn có chỗ đứng trong nền âm nhạc hiện đại. Và đặc biệt, dân ca đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Điều đó thật đáng tự hào, phải không các em? Các em học sinh thân mến, cô muốn nói với các em rằng mặc dù người đã đi xa, nhưng hình ảnh một vị lãnh tụ, một người cha thương dân như con luôn in đậm trong trái tim mỗi con người. Tấm gương của Bác để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc rằng muốn yêu tổ quốc mình, càng yêu tha thiết những khúc hát dân ca. Tôi chúc các em luôn cố gắng rèn đức luyện tài để trở thành những người có ích cho xã hội. Và cũng như Bác, chúng ta cần phải gìn giữ giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Các bạn có đồng ý với mình những điều cô giáo vừa chia sẻ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta không? Vậy, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn một lần nữa để cảm ơn cô giáo. Em xin trân trọng cảm ơn cô vì cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để cho chúng em được tham dự một chương trình bổ ích như ngày hôm nay. Chúng em hứa với cô rằng sẽ luôn rèn đức, luyện tài để trở thành những con người có ích cho xã hội. Và cũng như Bác, chúng ta cần phải giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến. Vậy là chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ năm 2020 do trường trung học cơ sở thực hiện đã đi đến hồi kết. Em tin rằng thông qua chương trình ý nghĩa và vô cùng bổ ích ngày hôm nay, em và các bạn sẽ luôn cố gắng rèn đức luyện tài để trở thành những con người có ích cho xã hội. Và cũng như Bác, chúng ta cần phải giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc. Chương trình của chúng em xin kết thúc tại đây. Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh luôn mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.